này thiện hiện nên nương vào bốn tịnh lự để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn tịnh lự chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào bốn vô lượng để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn vô lượng chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào bốn định vô sắc để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn định vô sắc chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào tám giải thoát để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với tám giải thoát chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào tám tháng xứ để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với tám tháng xứ chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào chín định thứ đại để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với chín định thứ đại chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào mười biến xứ để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với mười biến xứ chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào pháp môn giải thoát không để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp môn giải thoát không chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nên nương vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để nghiệm biết đại bồ tát không thối truyền. Nếu đại bồ tát đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối truyền này thiện hiện nên nương vào năm loại mắt để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với năm loại mắt chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào sáu phép thần thông để nghiệm biết đại bồ tát không thối chuyển nếu đại bồ tát đối với sáu phép thần thông chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là đại bồ tát không thối chuyển này thiện hiện nên nương vào pháp môn tam ma địa để nghiệm biết đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp môn Tam Ma Địa chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào pháp môn Đà La Ni để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với pháp môn Đà La Ni chẳng sanh chấp trước, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển. Này thiện hiện nên nương vào mười lực Phật để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối đối với 10 lực Phật chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển, nên nương vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xà, 18 Pháp Phật bất cộng để nghiệm biết Đại Bồ Tát không thối chuyển. Nếu Đại Bồ Tát đối với bốn điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng chẳng sanh chấp trước thì nên biết đó là Đại Bồ Tát không thối chuyển.